Ok, chào các bạn, mình là Neko và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm một cây Dr. Neko Mod version 3. Nó là phiên bản nâng cấp thứ hai của Dr. Neko của mình. Và để làm được nó thì đầu tiên các bạn cần phải có hai cáp emboss. À quên, các bạn cần phải có tiền. Sau đó các bạn sẽ mua hai cáp emboss như thế này. Bây giờ thân Colotrin, hay còn gọi là CT, hai rib doctor hoặc là hai miếng silicon tùy gia đình các bạn như thế nào, hai tai nghe loại có phần chụp cao su ở đầu. Chúng ta sẽ lấy được phần này. Chúng ta cần bốn cái nên chúng ta sẽ phải mua hai tai nghe tiếp zero và một cây vít. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp cáp vào thân. Vì thân Colotrin nó có phần này, một phần đầu nó hơi nhỏ nên chúng ta sẽ phải quấn băng keo đen hoặc là băng keo giấy tùy các bạn. Mình thấy hai loại này nó tương đối không bẩn khi mà tháo ra nên mình sẽ dùng nó. Chúng ta sẽ được như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp drip vào các emboss. Bởi vì drip của mình nó tương đối cũ rồi nên gắn vào nó, mình định nói là nó đơn giản nhưng mà bạn chờ tí. Ok, nó mất không quá nhiều thời gian. Tuy nhiên nếu với Rip Raptor mới thì mình e là có nhiều bạn sẽ phải bỏ quay bút luôn. Tại vì kiểu gáp gắn Rip vào cáp khó quá nên nghỉ. Thấy khổ quá nên bỏ PS. Chơi thôi mà khổ thế này. Gặp mình cũng nghĩ. Chúng ta sẽ được như thế này. Tiếp theo là phần tiếp. Với tiếp zero thì các bạn sẽ dùng đầu chụp cao su các bạn gắn vào như thế này. Và gắn thêm một cái nữa lên trên. Đó là lý do mà mình đòi hỏi phải có hai cái tai nghe. Vì các bạn sẽ cần đến 4 miếng chụp cao su. Cố gắng nhét vào như thế này và dùng vít để cho nó chỉnh cho nó đẹp. Vì nó sẽ bị lòi lòi lên ở bên trong. Ok, chúng ta đã có hai cái, bao gồm cái mà mình đã gắn sẵn. Cuối cùng là chúng ta sẽ gắn tiếp vào phần thân mod. Cứ đẩy vào như thế thôi. Đẩy sâu vào trong. Sâu vào như thế này. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành Dr. Neku Mod version 3. Rất là đơn giản phải không ạ? Mình sẽ test luôn cho các bạn xem. Mod tương đối ổn định và khá vừa tay. Đó là ý kiến của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video.